Hôm nay mình sẽ thông tin giá xe của con NVX 2020 này nha. Vâng, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ làm video để giới thiệu về giá xe mới nhất của cái con NVX này. Và tất nhiên là trước khi đến về giá xe mới nhất thì chúng ta sẽ điểm sơ qua một ít tính năng của con NVX mới nhất này ha. Nó thì mới thôi chứ cái màu này thật ra nó ra cũng một thời gian rồi. Cái phiên bản, cái mẫu mã thì nó ra vài năm trước rồi. Riêng cái màu sắc thì nó cũng ra đầu hình như là cuối năm 2019 hay gì rồi. Cho nên là gọi là mới thôi. Tại vì đơn giản là nó không ra phiên bản mới thì nó mới. Coi trong này có cái gì đây. Một cái cốp yên rất là lớn ha. Các bạn có thể thấy chứa được ba cái nón bảo hiểm luôn. Nó chưa thua chiếc Latte Aguzo, mấy chiếc đó chứa được 4 cái nón bảo hiểm rồi. Rồi đầu tiên sẽ là động cơ BlueCore. Cái công nghệ BlueCore này là công nghệ độc quyền của Yamaha, sẽ giúp xe vận hành êm ái hơn, tiết kiệm xăng hơn. Đó. Và thường khi mà chiếc xe nào có động cơ này thì trọng lượng xe nó khá là nhẹ ha. Chiếc này các bạn thấy nó đồ sộ vậy chứ thật ra trọng lượng khô của nó là 117kg. Là nó bằng chiếc Exciter đó mọi người. Chỉ là kiểu dáng nó hơi thô kệch, nó hơi bự thôi. Tại vì cái cốp xe trong nó rỗng mà. Đó. Nó sẽ phù hợp với các bạn thanh niên nam giới mà hơi to con một tí. Đây, chúng ta sẽ có phiên bản Smart Hay. À mình quên, phiên bản mình giới thiệu với mọi người hôm nay sẽ là NVX 155 phân khối nha. Dòng xe tay ga có phân khối lớn nhất của Yamaha hiện tại luôn. Rồi, phiên bản NVX mới thì dù phiên bản 125 hay 155 đều sử dụng khóa thông minh Smart Hay hết. Chúng ta sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thì hệ thống này, công nghệ của xe hơi sẽ giúp mình an toàn hơn khi di chuyển, chống cái khả năng trượt bánh á. Nó sẽ an toàn hơn. Đây. Các bạn đừng có nhìn thấy cái vòng đen đen đó là nghĩ cái đó là ABS nha. Không phải, phiên bản tiêu chuẩn không có ABS, nó vẫn có cái vòng đó thôi. Và Yamaha khi mà có ABS nó sẽ ghi cho cái mỏ đó. Nó có chữ AB, ký hiệu ABS. Đây, mở cái mặt đồng hồ lên. Các bạn thấy mặt đồng hồ của xe hiện tại sẽ là mặt đồng hồ full LED luôn, điện tử LCD. Và nói chung là thông số kỹ thuật rồi đó, nó hiển thị lên đây rất là rõ ràng luôn. Hiện tại thì nó đang hiển thị là cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nè. Rồi nó có mức tiêu hao nhiên liệu khi mà các bạn đang đi trên đường nè, km tổng nè, các bạn có thể đo quãng đường thêm đó nè. Rồi có giờ đồng hồ, hiển thị chỉ số vòng tua, xăng, các thứ. Nói chung là đầy đủ hết trên này luôn các bạn. Ngoài cái cốp yên siêu rộng ra, chúng ta sẽ có thêm một cái hộc chứa đầu nhỏ ở đây nữa. Và đặc biệt là trong này các bạn thấy cái gì không? Đây là cái lỗ cắm sạc điện thoại. Các bạn mua cái cục, hình như cái bộ chuyển đổi hay gì đó, nói chung là giống hình như là mình nghe nói là cái của ô tô á, thì các bạn có thể sạc được điện thoại hoặc quăng cái điện thoại trong hộc lại luôn nè. Đó, rồi đóng cái hộc lại thôi. Nói chung xe này là nó thiên hướng về gia đình. Tất cả tiện ích nó đều tích hợp lên chiếc xe này hết trơn luôn. Hầu như tất cả công nghệ nó đều ở trên chiếc xe này hết luôn rồi đó. Bình xăng xe thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Dung tích của cái bình xăng này là 4,6 lít ha. Và các bạn khi các bạn có mua ba ga thì nhớ cái ba ga có thể bật lên bật xuống để cho cái bình xăng nó bật lên được ha. Đó, các bạn đổ xăng thì không cần phải xuống xe mở cốp yên như là những dòng kia nữa. Rồi, đây mình mở cốp yên cho mọi người xem nè. Cái dung tích của cái ngăn chứa đồ này là 25 lít ha. Rồi, chúng ta sẽ có cặp kính sọ bảo hành và cái remote. Xe mình mua chính hãng thì sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Các bạn đi bất kỳ đại lý Yamaha Town nào cũng được hết trơn ha. Và cuốn sổ ngàn năm không phải đọc sổ nhận sử dụng. Ai cần tìm hiểu gì đó thì có nên đọc cuốn này. Cuốn này cũng có nhiều cái hay lắm. Rồi chúng ta khóa thông minh thì tất nhiên sẽ sử dụng remote này. Mình sẽ không có xài chìa khóa ha. Khi các bạn mua xe thì nhân viên sẽ giao cho bạn một cái remote và hai cái chìa khóa dự phòng. Mọi người nên lưu ý ha. Cụm công tắc của xe thì nó khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là Stop and Start. Đó là cái chế độ ngắt tự động, dừng 3 giây tắt máy. Thì các bạn biết cái tính năng này ha. Mình có thể sử dụng tính năng này hoặc là tắt tính năng này luôn, đều có. Đây là cái phục dầu giảm chất. Cái phục này khi mà các bạn đi ra cái đường gồ ghề hay là ổ gà, ổ dịch, ổ voi, ổ chó gì đó thì nó sẽ êm ái hơn, nó không có quá sốc. Đây là động cơ VVA ha, thì nó sẽ hỗ trợ mình tăng tốc mượt mà hơn đó. Và khi các bạn chạy một tốc độ nhất định thì nó sẽ tự động tăng dần đều. Nói chung là công nghệ VVA này thì nó cũng không quá xa lạ đối với mọi người. Và mọi người nên nhớ một điều, đây là động cơ 155 phân khối, nên lên ga từ từ thôi nghe, nó vọt lắm đó. Rồi, đây là cái tem của NVX. NVX này thì cái tem của nó là tem nổi.
phiên bản mà mình quay cho các bạn coi là màu xanh nhám ha. Hiện tại thì 155 nó chỉ có 3 màu thôi, mà màu xanh nhám này thì mình thấy rất là thích, mình thích hơn hai cái màu còn lại. Đó là riêng cá nhân bản thân mình, tất nhiên là có người thích xanh, có người thích đỏ. Lát nữa thì mình quay hai màu còn lại cho mọi người coi luôn ha. Rồi. Hệ thống đèn của xe này là hệ thống đèn LED trắng, và chúng ta sẽ có cái đèn định vị chỗ này và cái đèn xi nhan ở dưới này. Mọi người thường làm tưởng cái đèn xi nhan ở trên nhưng mà không phải nha. Đèn ở trên đó là đèn sương mù, đèn định vị ở trên. Rồi hình như đây là một trong những xe dẫn đầu lên đèn LED trắng đó mọi người. Bình xe thì nó sẽ nằm ở trong này, ngay kế cốp yên luôn. Đây là số khung của xe ha, số khung xe nó vẫn nằm trong cốp yên. Các bạn mua xe mới đi bấm biển số thì nhớ dỡ cái cốp yên lên cho công an để kiểm tra. Còn số máy thì nó vẫn như những chiếc xe khác, nó nằm ở mì bên dưới như đây nè, mà ở bên tay trái của xe. Nếu mình đứng từ dưới đít xe mình nhìn lên thì nó nằm bên tay trái. Rồi thì cái giá con này hiện tại là 990.000. Ở lộn, giá xe cuối con này hiện tại là 54 triệu đồng. Tại đại lý mình tham khảo là Yamaha Sài Gòn 1, địa chỉ là ở Ninh Kiều, Cần Thơ, kế đại học Cần Thơ luôn. Rồi sẽ có chương trình hỗ trợ 1 triệu đồng là chỉ còn 53 triệu, hỗ trợ 1 triệu đồng phía trước bạ ha. Và giá mình bán có thể thay đổi theo từng thời điểm và từng khu vực ha. Ví dụ ở tỉnh thành các bạn sinh sống có thể giá nó sẽ cao hơn hoặc là nó thấp hơn. Đó. Nó tùy chương trình của từng đại lý nữa, chứ nó không giống nhau hoàn toàn. Đây mình quay cái phao câu xe cho mọi người coi nè. Xe này gì thiết kế phong cách thể thao, nó giống như G15 cái gì đó, MT15 về seater lên, cái yên sau nó sẽ nhổng cái đít lên. Phao câu nó sẽ đi cái dảnh nó nhổng lên vậy đó, chứ nó không có bằng phẳng thì nó lại không phù hợp với chiếc xe mang phong cách thể thao cho lắm. Rồi đây mình xin giới thiệu với mọi người, đây là phiên bản màu đỏ bóng. Thì năm 2019 là phiên bản màu đỏ nhám, 2018-19 là màu đỏ nhám. Còn riêng 2020 nó sản xuất ra màu đỏ bóng để thay thế cho cái phiên bản màu đỏ nhám đó. Và cái tem của nó có phần lớn hơn đó. Đây, những cái tem có họa tiết sập giống băng carbon vậy ha, mà nó không phải. Rồi, ở phía sau thì cái tem của nó sẽ là màu trắng. Phiên bản này nó sẽ phối giữa hai tông đó là đỏ và đen nha. Rồi mình sẽ tua nhanh cái đoạn này một tí cho các bạn xem hết xung quanh cái con màu đỏ bóng này ha. Phiên bản màu đỏ duy nhất của dòng 155 đó. Đây là cái phần dè sau của xe nè. Dè nó khá là lớn ha. Và đèn xi nhan của nó thì thiết kế giống như Exeter là nó hơi chìa ra một tí. Nhưng mà kích thước con này lớn rồi cho nên là thường người ta cũng ít độ nhanh cho gọn lại. Đây là phiên bản màu xám nhám nè. Xám nhám ở đời 2020 này thì chúng ta sẽ có phiên bản xám nhám màu tem vàng đó. Và các bạn nên mình nhắc lại một lần nữa là giá của con này hiện tại là trừ khuyến mãi luôn là còn 53 triệu tại Cần Thơ nha. Và nó chỉ có 3 màu ở phiên bản 155 là màu đỏ, màu xanh và màu xám. Riêng màu xanh và màu xám là màu nhám nha. Đó, đây là cái tem của xe sẽ là tem màu vàng ha. Nếu mình không làm thì đây là dòng xe tay ga có phân khối lớn nhất tại Việt Nam hiện tại luôn phải không mọi người? Nếu mình có nói sai thì mọi người bình luận ở dưới cho mình biết là có dòng xe nào như nó hoặc là cao hơn không ha. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.